lộ diện ảnh dựng mới nhất về iPhone 11 Max, mượt mà không tưởng. Chiếc IPHONE11 giờ sắp tới, cứ cho rằng đó là tên gọi Apple sẽ sử dụng, chắc chắn sẽ là mẫu iPhone mới bán chạy hàng đầu của công ty sau khi được công bố vào tháng 9 tới đây. Dòng sản phẩm iPhone đã và đang trở nên quá đắt đỏ, đến nỗi nhiều người sẽ vui vẻ chấp nhận bỏ qua một vài tính năng cao cấp nhằm tiết kiệm vài trăm đô la. Tuy nhiên, mọi cặp mắt ngay lúc này lại đang đổ dồn về hai mẫu flagship là iPhone 11 và iPhone 11 Max. Trên thực tế, những mẫu flagship luôn thú vị hơn hẳn so với các mẫu máy giá rẻ, và dòng sản phẩm IPHONE11 cũng không phải ngoại lệ. Dù chúng ta vẫn chưa biết được mọi chi tiết về IPHONE11 và 11 Max, ông đồng Apple, mình, Chi Kuo, cho biết hai mẫu máy này sẽ được trang bị hệ thống camera sau mới gồm 3 ống kính, cùng với màn hình OLED rực rỡ và đẹp mắt hơn. Trong khi đó, IPHONE 11 giờ sẽ được nâng cấp lên cụm camera kép ở mặt sau và màn hình LCD không hỗ trợ 3D TOUCH, tương tự IPHONE XR. Thời gian qua, chúng ta cũng đã phần nào hình dung được thiết kế của IPHONE 11 và iPhone 11 Max, khi mà các chi tiết xoay quanh những chiếc iPhone thế hệ mới đã rò dỉ từ nhiều tháng trước, và đến tuần trước, những ảnh dựng đầu tiên được cho là thể hiện thiết kế hoàn thiện của IPHONE 11 và iPhone 11 Max đã xuất hiện, dù về mặt thiết kế. Dòng sản phẩm IPHONE11 trông khá giống với iPhone và iPhone X, nhưng những chi tiết tinh tế trên các ảnh dựng đã cho thấy sự vượt trội của phần cứng Apple so với các đối thủ Android. Tiếp đó, chúng ta lại thấy một ảnh dựng khác, chi tiết hơn, về thiết kế của IPHONE11 Max, và một lần nữa, phải thừa nhận rằng thiết kế của mẫu flagship này đẹp hơn nhiều so với những gì bạn có thể hình dung ra. Hôm nay, một bộ ảnh dựng mới về IPHONE11 Max tiếp tục xuất hiện, và nó trông mượt mà không tưởng điểm khác biệt của bộ ảnh dựng lần này so với các ảnh dựng trước đó là gì? Những ảnh dựng của IPHONE11 và iPhone 11 Max cách đây vài ngày được tạo nên thông qua việc tham khảo những tập tin đô la Canada thó được từ nhà máy sản xuất các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo. Chúng cho chúng ta thấy cái nhìn khái quát về iPhone mới, nhưng bản thân những ảnh dựng đó lại khá cơ bản và nhàm chán. Đây là một ví dụ. Những ảnh dựng như thế này thực ra không được thiết kế để trông hào nhoáng. Nhưng ai chẳng muốn thấy trước những chiếc iPhone sắp ra mắt với đầy đủ những góc cạnh và chi tiết đậm chất Apple. Nắm bắt được điều đó, một nhà thiết kế đồ họa tên Hassan Cây Mắc đã tung ra một bộ ảnh dựng tuyệt đẹp về IPHONE11 Mắc dưới đây. Chúng được dựa trên các thông tin dò dỉ mới nhất, do đó độ chính xác là rất cao. Tuy nhiên, có một điểm chính mà các ảnh dựng có lẽ sẽ khác so với hàng thật, đó là màu sắc. Cây Mắc hình dung iPhone 11 Mắc với hai màu Space Gray và Gold nhưng khu vực xung quanh cụm camera ba ống kính lại đều có màu đen trên cả hai phiên bản, rõ ràng như vậy đẹp hơn. Nhưng tin đồn lại cho biết Apple sẽ thiết kế khu vực này trùng màu với phần còn lại của mặt lưng. Một điểm thú vị khác về ảnh dựng IPHONE11 Max của cây mắc là chúng cho thấy chế độ giao diện tối sắp ra mắt trên iOS 13. Nhiều nguồn tin cho biết chế độ giao diện tối này chắc chắn sẽ xuất hiện trên bản cập nhật iOS lớn sắp tới và điều đó cũng hoàn toàn hợp lý khi nhiều mẫu iPhone hiện nay được trang bị màn hình OLED với các điểm ảnh không phát sáng nếu hiển thị màu đen, chế độ giao diện tối không chỉ tuyệt đẹp mà còn giúp tiết kiệm pin nữa. Tham khảo BGR